Kính thưa quý vị, nói đến Minh Kỳ là chúng ta nói đến cái bản nhạc cho ông Doanh vừa nhắc là Biệt Kinh Kỳ. Ai mà đã nghe Biệt Kinh Kỳ đều cảm thấy lòng mình phấn khởi, nghĩ đến quê hương. Cái lời rất là tuyệt vời. Bạn ơi Quan Hà, xin cạn chén ly bôi, ngày mai tôi đã đi xa rồi, thành đô lưu luyến chấn bước chân tôi, trước giờ chia phôi mấy ai không bùi ngùi, kỷ niệm buồn vui mãi ghi trong lòng tôi. Rồi đây mai ngày ai hỏi đến tên tôi, bạn ơi hãy nói khoác chiến y rồi, người thư sinh ấy đã xếp bút nghiêng, đã từ trường yêu với bao nhiêu bạn hiền, có vẻ là khi nước non vui bình yên. Quý vị thấy cái tâm hồn của người lính, của người trai thời thế hệ miền Nam của chúng tôi. Đi lính không phải là để trả thù, đi lính không phải là để mà được hưởng một cuộc đời quân ngũ, nhưng mà đi lính để nói đến cái lòng yêu tổ quốc. Cho nên nói rằng là khi mà tôi đi rồi á, là ai hỏi đến bảo tôi đã khoác chiến y. Quý vị thấy cái danh từ khoác chiến y nó tuyệt vời. Xung pha của chiến trận, là vì ngày xưa người xưa nói rằng là làm trai thì phải là vó con người của mình là cuốn trong thân ngựa, là đó mới là những anh hùng. Cho nên khi mà đã khoác chiến y chiến bào là những người đã đi vào cái lòng tổ quốc. Cho nên người thanh niên thế hệ của chúng tôi ở miền Nam không bao giờ quan niệm chiến tranh là một sự trả thù, như là những cái người ở trong một cái chế độ vô thần nó tạo cho con người ta hận thù. Mà chúng tôi đi quân dịch, chúng tôi đi chiến đấu, chúng tôi ra chiến trường chỉ để có hai chữ là để bảo vệ tổ quốc. Và trong cái sự bảo vệ tổ quốc, nói đến tổ quốc là nói cái sự linh thiêng của dân tộc, gọi là cái hồn thiêng sông núi. Cho nên quý vị thấy ông Minh Kỳ này, ông đã thi vị hóa cái đời sống quân ngũ, ông đã thi vị hóa, cao cả hóa cái đời sống của một người trai thế hệ. Cho nên khi mà đã dã từ trường để mà đã khoác vào chiến y, là một con người đang đi vào chiến đấu mà đời lý tưởng cho quốc gia dân tộc, thưa chú. Dạ vâng, và kính thưa quý vị, khi anh Dương Đại Hải nhắc đến cái bài nhạc rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Minh Kỳ, tức là Biệt Kinh Kỳ, thì ông không phải là ông viết trong những cái thời điểm mùa hè đỏ lửa, mà ông viết từ năm 1968-69 lận. Chính xác. Là lúc đó là bắt đầu những cái chiến trận nó cũng bắt đầu, nó cũng đã khởi sắc mà nó cũng đã nặng lắm rồi. Vâng. Thành ra ông cái bài này á, trong cái những cái bài hát mà ông in ra để bán cho các khán giả yêu thích ở bên ngoài đó, vâng, thì ông là riêng tặng tất cả cho tất cả những học sinh sinh viên mà bỏ nghĩa là bỏ bút nghiên theo việc đao cung, ông riêng tặng. Hay thành quá. Ra những cái lời lẽ của ông nói lên, mà cái lời lẽ của ông không phải là những cái lời lẽ mà theo như phía bên kia nó là phải đi chiến đấu đánh nào không. Đúng rồi. Ông dịu dàng. Ông có quân thù, không có cái màn đó. Ông rất là dịu dàng. Đấy. Ông rất là dịu dàng mà nói, mà khi mà hát lên những cái bài này chúng ta đều thương nhớ tất cả những cái học sinh sinh viên, những thanh niên hồi đó đã từ bút khí vũ khí mà đi lên được đao giữ biên cương. Vâng. Thì kính thưa quý vị, thì Nguyên Anh cũng được cái vinh dự là học ở trong trường Bộ binh Thủ Đức đó. Thì khi cái buổi lễ ra trường đó thưa anh, vâng, thì nó rất là hay. Vâng. Và nó lượm sâu vào trong cái bài Biệt Kinh Kỳ này. Vâng. Tức là Nguyễn Công Trứ đã có làm một cái câu thơ, tức là làm trai cho đáng nên trai, xuống đông đông tĩnh, lên đoài đoài tan. Chính xác. Thì là cái người thủ khoa của những cái trong khóa bộ Thủ Đức á. Vâng. Tức là họ cầm cái cung tên á. Vâng. Họ đi bắn bốn hướng. Hay quá. Đó là một cái kỷ niệm nó không bao giờ nó phai nhạt vào trong cái tuyệt rồi. Và là quyện theo những cái nhạc Biệt Kinh Kỳ của ông Minh Kỳ này. Đúng. Nữa. Và ở đây Nguyên Anh cũng xin hé mở thêm là nhạc sĩ Minh Kỳ với nhạc sĩ Duy Khánh á, nó có một cái duyên nữa với nhau. Oh. Tại vì anh ca sĩ Duy Khánh, xin lỗi quý vị, ca sĩ Duy Khánh thường hát những cái nhạc của Minh Kỳ. Hay. Đó. Ví dụ như cái bài mà Về Miền Trung và Ai Ra Xứ Huế đó, nhưng mà thực sự là cái bài này là của anh Duy Khánh, anh sáng tác chứ không phải là của Minh Kỳ. Minh Kỳ. Vâng. Nhưng mà vì hồi đó là vì cái vấn đề bản quyền sau đó, vâng, thì cái đó mình không rõ lắm, thì nhạc sĩ Minh Kỳ với lấy tên là nhạc sĩ Minh Kỳ để cho nó được phát hành. Đó. Hay là quá. Một cái kỷ niệm. Và ca sĩ Duy Khánh đã từng hát những cái bài hát của nhạc sĩ Minh Kỳ, như là cái bài Biệt Kinh Kỳ là anh cũng đã. Duy Khánh nổi tiếng với Biệt Kinh Kỳ. Dạ. Đó. Mà chú Dân chú nói đúng lắm quý vị. Quý vị cứ thử đi vào cái lời của ca từ của Biệt Kinh Kỳ, nó hồn nhiên và dễ thương.
Nhớ lúc lên đường đưa tiễn chân tôi, thương lên khóe mắt mẹ nhắn đôi lời. Quý vị thấy cái tình mịn nhịn của mẹ con, rồi cái tình của sông núi. Mà ông Minh Kỳ ông nói rằng ông đi lính nhưng mà ông sẽ về. Về khi nào? Có về là khi nước non vui bình yên. Cho nên nhớ lúc lên đường đưa tiễn chân tôi, thương lên khóe mắt mẹ nhắn đôi lời. Diệt thù lập công cho xứng tài trai, sắt son ghi lòng chớ phai. Ai đi chinh chiến xây đắp tương lai. Quý vị đã thấy chưa? Cái người thanh niên của chúng tôi đi lính không phải là để trả thù hay là uống mốc quân thù, mà chúng tôi đi để mà xây đắp tương lai. Đó, con đi chinh chiến để nước yên vui. Lời mẹ hiền khuyên nguyện khắc trong tim, bao giờ dám quên. Hay quá. Quý vị tìm cho tôi đi một cái người lính nó đẹp đẽ từ tâm hồn đến thể xác. Bề ngoài thì khoác chiến y muôn màu của lính rừng, của rừng núi, còn trong tâm hồn thì lại là khắc lời mẹ ghi là gì? Con đi đi, rồi khi non nước thanh bình, con trở về để vui với làng với thôn. Thưa chú. Dạ vâng. Và khi anh nhắc tới cái câu mà trong cái bài Biệt Kinh Kỳ đó, nó thấm thía với em và hàng triệu con tim của khán giả yêu mến nhạc, cái ca khúc này của nhạc sĩ Minh Kỳ cũng phải để công nhận. Tức là khi mà cái, anh thấy anh cứ tưởng tượng cái hình ảnh mà khi cái người mẹ già buổi sáng sớm gà gáy xương còn ở lũy tre làng tiễn con đi, thì mẹ dặn con là con đã đi con diệt thù để mà con lập công cho xứng tài trai. Tuyệt vời. Mà anh thấy cái này nó không phải là nhạc đầy phi lê mà là nhạc bolero. Đúng, thì cái đó khó nhất. Khó nhất mà khi nói như vậy, giống như bà cụ nói con ạ, con đi con giữ gìn giữ sức khỏe rồi con đi lập thù thành công. Mà cái melody nhạc của anh Minh Kỳ nó làm nó rất dịu dàng, chữ này nó không bao giờ mà sát máu và khát máu như cái từ quý vị. Thưa chú và thưa quý vị, tôi hoàn toàn đồng ý. Cái văn chương và kho tàng văn chương nghệ thuật Việt Nam về âm nhạc thì chúng ta phải nói đến bolero. Có lắm người cứ chơi bolero là loại nhạc sến, nhưng đấy là một sự sai lầm. Bolero là cái loại nhạc để tâm tình. Khi chúng ta nghe bolero là chúng ta nghe nhạc sĩ kể lể để mà đi vào lòng người. Cũng giống như ở trong văn chương chúng tôi về thi ca thì chúng tôi có lại thể thơ Lục Bát. Nhiều người nói rằng ô thơ Lục Bát là thơ ca dao. Xin lỗi, cái loại thơ mà hay nhất của nước Việt Nam mà tôi mê, mà đã đạt đến cái đỉnh danh vọng của cái nhạc, cái văn thơ Việt Nam, đó là Lục Bát. Bằng chứng là Truyện Kiều. Dạ. Tác phẩm Kim Vân Kiều trên 3.000 câu Lục Bát mà chúng ta càng đọc chúng ta càng mê. Dạ. Chúng ta càng nghiên cứu chúng ta càng thèm. Thậm chí mà đồng bào mình ngày xưa cũng bây giờ, những người mà giỏi về vấn đề văn thơ Lục Bát, giỏi về vấn đề Kiều, người ta còn bói Kiều cơ mà. Dạ đúng. Quý vị thấy không? Quý vị có tìm cái loại thơ nào mà để mà đầu năm mà đi bói Kiều không? Yeah. Chỉ có Lục Bát trong mấy Kiều. Nó mới đạt lên cái đỉnh tuyệt vời của ngôn ngữ Việt Nam. Nó vừa ống ả, nó vừa mượt mà. Thế thì nhạc bolero của Minh Kỳ hay là của bất cứ nhạc sĩ nào mà muốn thành danh, mà thành tài trong cái âm nhạc của Việt Nam, phải nói đến bolero. Yeah. Chúng ta thấy Trần Thiện Thanh không? Với những bản nhạc 7 ngày đợi mong, yeah, rồi những bản nhạc thư tình của lính. Ông ta kể rằng từ khi tôi thôi học, từ khi thu khoác áo tragedy, ông ta bắt đầu tâm tình kể lể đến đâu thì người nghe bắt đầu thấm đến đấy. Giống như là Biệt Kinh Kỳ của ông Minh Kỳ là thưa chú. Dạ vâng, khi mà anh Dương Đại Hải nhắc đến cái thể loại mà nhạc bolero đó, kính thưa quý vị, thì có những người cứ nhầm lẫn là nhạc sến, không phải đâu kính thưa quý vị. Nhạc bolero là một cái nhạc bình dân kể lể và kể chuyện. Thì tất cả những nhạc sĩ như Lê Dinh, Anh Bằng và Minh Kỳ, Trần Thiện Thanh, Duy Khánh và vân vân và vân vân, thì khi mà nói đến là tức là nói cái cuộc đời thường của chúng ta. Đúng. Và khi mà tất cả các ca sĩ mà trình diễn những nhạc bolero đó là phải nói những cái tâm tình kể lể. Đúng. Thì nó mới ra được cái bài hát. Đúng. Còn nếu mà chúng ta hát theo bài bản nó không có ra bài hát. Chính xác. Bây giờ tôi thí dụ liền quý vị như là ông Vinh Sử. Yeah. Ông làm cái bản nhạc Nhẫn Cỏ cho em. Yeah. Mà bây giờ dùng cái loại đó mà nhạc tuyết đi. Yeah. Thì có còn là Nhẫn Cỏ không? Yeah. Mà khi ông Vinh Sử biết tất cả những cái nhạc phẩm đó đều thấy rằng là kể lể với tâm hồn. Yeah. Đôi khi mình phận nghèo cũng là kể lể. Yeah. Mà bây giờ chúng ta đưa vào cái dòng nhạc bolero mà nói về vấn đề mà hay và cái bình dân, không ai có thể vượt qua Vinh Sử được. Yeah. Mà bởi vậy người ta mới cho những cái loại nhạc bolero của những Vinh Sử, của những cái ông nhạc Trần Thiện Thanh, của những ông nhạc gọi là ông Tú Nhi. Yeah. Tức là ông Chế Linh. Yeah. Bảo là nhạc sến, đó là một cái sự sai lầm. Thì yeah. Chú dạ yeah, vâng,
Thì kính thưa quý vị, tất cả những cái nhạc sĩ như mà Nguyễn Danh, Nguyễn Dương Đại vừa mới trình bày đến quý vị và những cái người nào mà sáng tác những cái thể điệu bolero, thí dụ như là đều mang một cái mẫu số chung luôn. Trúc Phương, ông Trúc Phương là vua của nhạc bolero đấy, đó. Thấy chưa? Vâng. Và thí dụ như là Nguyên Danh xin đan cử ra một cái điều là quý vị sẽ thấy là tại sao Nguyên Danh nhận xét là Nguyên Danh nói là khi các ca sĩ hát những cái nhạc phẩm mà bolero là phải có kể là tình tứ chẳng hạn, thí dụ như cái bài Tình Thư Của Lính của nhạc sĩ Trần Thanh chẳng hạn, vâng, đúng không? Một cô đi trên đường đẹp tựa như em khóc lúc giận anh. Tuyệt vời không? Anh thấy không? Vâng. Rồi câu kết của ông là ba lô là bàn nên hét chứ không ngay. Đúng rồi, viết ba lô là sao ngay được. Và cái lời cuối của bài nhạc là khi cuối là anh sẽ để em một cái nụ hôn. Anh hay quá. Người lính mà. Đúng. Cho nên có những người nói là bảo người lính là khô khan không biết yêu. Không phải đâu quý vị. Người lính yêu là coi như là bão táp lắm, kính thưa đúng rồi, quý vị. Khi ông kể mà yeah. 1000 năm còn chưa bằng cơ mà, đúng yeah, không? Yeah. Thành thử ra các ông ấy thi vị hóa cái dùng thể điệu bolero nên mới có thể thi vị hóa được cái cuộc đời. Yeah. Tất cả những cái sự đau khổ nghèo bất hạnh thì phải nói ông Vinh Sử. Có những cái sự gọi oái âm ngang trái và tâm tư lắng đọng phải nói ông Trúc Phương. Yeah. Còn nói những cái sự mà đời lính trong tình yêu thi vị hóa cuộc đời phải nói đến ông Trần Thiện Thanh. Yeah. Quý vị tìm cho tôi nhớ bản nhạc của Trần Thiện Thanh, không một bản nhạc nào mà không mang thi vị hóa cuộc đời. Yeah, đúng rồi. Đọc lên thế người lính nó càng lãng mạn, người lính nó càng yêu đời và người lính nó càng yêu quê hương. Cho yeah. nên chúng ta cái tình yêu một, nhưng khi nghe nhạc bolero chúng ta yêu đến 1000 lần là như vậy. Cho nên chỉ cả chúng ta sẽ khi trở lại phần 3 nói về bản nhạc Em Tìm Tuyến Anh Hậu Phương, có ai có thể vượt qua được cái bản nhạc của Minh Kỳ thì chú? Dạ vâng, và kính thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại, anh em chúng tôi sẽ trở lại với chương trình Câu Chuyện Cuối Tuần. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.